Vâng, chia sẻ cho quý vị cái lô 530m, 130m đất thổ cư, còn lại là đất cây đâu năm. Giá là 1 tỷ 65. Đấy, hơn 1 tỷ 6. Cái đường cách mạng tháng 8 kìa, anh em nhìn thấy chưa? Khu vực này là mỏ chè của sông Công. Đây là không phải là mỏ chè mà phường Thắng Lợi của sông Công. Đây, lô đất đây. Lô đất này đẹp quá nhỉ. Đây mặt đường của nó đường này. Đấy. Đằng trước này là một cái ruộng. Đây xây hết bao bờ rồi. Trường học kìa. Bên kia nhà văn hóa bên. Trường học ở bên. Đấy. Rất là thuận tiện luôn. Ngay cho cái xe đạp cái dịch vào. Dắt cái xe đạp cái dịch vào. Trường học đây anh em nhé, trường học Phố Cổ. Chỗ này là đường này. Khu này dân cư ở cực kỳ đông đúc. Đấy, đường chính đấy, đường cách mạng tháng tháng 8. Cái đường cái nô này là mặt tiền của nó về bên này. Hả? Đây là một cái ruộng khác. Ở đây là một cái ruộng người ta làm. Đây nó sẽ cho mặt tiền ra đằng này. Tính ra mặt tiền là mặt đường này. Hiểu không? Còn nếu mà mua cái mảnh này thì phải mua hết cái khu nhà bên này này, cái chỗ rìa này này, như cái bà đang cuốc cái kìa. Đấy, nó cũng kiểu như là một cái thửa ruộng. Đó. Hướng bắc đây đúng không? Đấy, mặt này gì đó. Đây hai mặt đây thế. Bên này là 20m. Không phải hai mặt. Ừ. Hướng bắc đây đúng không? Bình thường số sẽ là hướng bắc đây đúng không? Đây là hướng gì? Mặt tiền về hướng bắc. Là thế nhỉ? Đây đúng không? Đây 20 là cái đường này. Đây cũng là đường này. Đây, thế là đây à? Ừ. Cái kiểu gì nhỉ? Thế nó lại ăn hết ra cả đầu này à? Như này là nó ăn hết ra đầu này. Như thế này là cái lô này nó sẽ là lô hai mặt tiền. Cái lô tỷ 6 ở Phố Cò ấy. Tớ đang chưa hiểu tiền mua ở nào.